Chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Kiểu Bóng Văn Khánh của mình. Thì cái video đầu tiên Văn Khánh lên trong ngày cho anh em, đấy, cái trận Qatar và Senegal. Thì anh em có thể đón xem. Còn cái lượt trận sớm, cái trận đấu sớm của lượt 2, đấy, vòng bảng này giữa con hàng xứ Wales và Iran đấy. Thì trận đấu sắp diễn ra rồi, nên mình sẽ có lẽ là mình sẽ thôi không làm cái trận đấu này nữa đấy. Mình sẽ lên những cái mã kèo mình cũng đã nói qua, những cái mã kèo này của Wales và Iran ở cái video Qatar và Senegal rồi đấy. Anh em có thể quay lại và xem lại anh em nhé. Nếu anh em tìm thấy những cái thông tin hữu ích đấy trong cái video của mình thì anh em đừng quên ủng hộ mình đấy, một like cũng như là một đăng ký anh em nhé, để Văn Khánh có thể tiếp tục đấy. Có cái động lực ra thêm các video nữa cho anh em. Còn anh em nào muốn nhận được những cái mã kèo nó sát giờ thi đấu nhất đấy, khi mà cầu kèo cũng như là đội hình ra sân chính thức nó đã có, thì anh em hoàn toàn có thể liên hệ với Khánh qua Tele cũng như là Zalo đấy, để Khánh có thể hỗ trợ anh em. Zalo thì đã hiện thẳng trên màn hình đấy anh em ạ. Tele thì anh em có thể ấn vào phần giới thiệu đấy, cũng như là cái phần mô tả video và phần bình luận, mình ghim cả dưới phần bình luận đấy, thì để liên hệ trực tiếp với Khánh. Thì tiếp theo thì chắc là Khánh sẽ làm cho anh em một trận đấy giữa Hà Lan và Ecuador anh em nhé. Trận xứ Wales này thì mình nhận định rồi đấy. Cũng có đưa ra một vài mã kèo sáng nhất ở cái trận này cho anh em, nhưng mà mình sẽ cho anh em xem một cái này khá là hay đấy. Mình vẫn chết vì gái thôi anh em ạ, cái chết cực kỳ tê tái thì cũng chưa biết thế nào, cũng chưa biết thế nào anh em ạ, chẳng có cái gì là không thể cả. Đây đó anh em, thì mình cũng vừa tất tay, thật sự là mình cũng vừa tất tay cho Iran đấy, anh em có thể tin gái và theo mình. Đây là một cái trò khá là may rủi. Ok, thì quay trở lại cái trận đấu tiếp theo này, trận đấu giữa Hà Lan gặp con hàng Ecuador, thì chúng ta nên đi vào những cái mã kèo nào, thì anh em cùng mình đấy, theo dõi cái video này anh em nhé. Chúng ta cũng không cần nói quá nhiều về cái đội hình của hai đội nữa rồi. Đấy, cái sự khởi đầu mình sẽ cho anh em xem lại những trận thắng đấy. Cả hai đội đều Hà Lan thì thắng Senegal, còn Ecuador thì thắng Qatar đều với tỷ số 2-0. Cái chiến thắng của Ecuador nó đến một cách khá là dễ dàng. Đấy, trong khi đó thì Hà Lan đấy khi mà gặp Senegal thì tất nhiên rồi, họ sẽ gặp một chút khó khăn đấy. Mãi đến tận phút thứ 84 thì mới đâm được một quả. Cái trận đấu này nếu mà anh em, chắc chắn là anh em sẽ theo dõi rồi, những anh em mà đã theo dõi đến kênh của mình thì chắc chắn là sẽ theo dõi cái trận đấu này rồi. Thì Hà Lan có một chút trục trặc anh em nhé, có một chút trục trặc trong đội hình, nhưng may mắn đã mỉm cười với họ ở cuối trận đấu. Có những lúc mà Senegal đã gần như là ép sân hoàn toàn so với Hà Lan. Sẽ xem lại cái kiểm soát bóng cho anh em. Đấy, Hà Lan kiểm soát bóng 53% và Senegal cũng không kém, kiểm soát bóng 47%. Thì ở cái trận đấu tiếp theo thì Ecuador sẽ ra gặp con hàng Senegal. Còn Hà Lan thì chỉ phải gặp con hàng Qatar thôi. Thì rõ ràng cái việc mà Hà Lan chỉ phải tiếp đón Qatar ở cái vòng cuối thì sẽ là một lợi thế rất lớn của Hà Lan rồi. Họ đang có một trận thắng nên khi họ bước vào cái trận đấu này, cái tâm thế của Hà Lan nó sẽ thoải mái hơn rất là nhiều anh em nhé. Còn Ecuador trận sau họ sẽ gặp Senegal. Senegal sẽ gặp Qatar đấy, thì chắc chắn rồi Senegal sẽ muốn đấy cạnh tranh cái vị trí nhì bảng với
cắt với con hàng ở Ecuador anh em nhé. Họ còn có thể dẫy được. Xem nào. Nếu mà trận này Ecuador thua này và trận sau Senegal thắng. Thắng đậm luôn. Senegal và cả thắng đậm luôn thì sẽ rất là ngon. Họ vẫn còn cơ hội nên họ sẽ dẫy anh em nhé. Thì cái trận đấu ở với Hà Lan và Ecuador này, mình nghĩ là Ecuador sẽ có nhiều thẻ đấy. Thì anh em có thể mình sẽ xem đấy cái kèo thẻ như thế nào. Senegal gặp Qatar này, chắc chắn là họ sẽ muốn có một chiến thắng rồi, chắc thắng luôn nha anh em ạ. Tại vì Qatar đá khá là mà trận đấu này là còn diễn ra sau đấy, trận đấu giữa Qatar và Senegal nữa đấy, nên Ecuador họ sẽ thoải mái tâm lý hơn rất là nhiều khi biết được cái kết quả của trận đấu giữa Senegal và Qatar anh em nhé. Ốc và thẻ xem nào, thẻ xem bao nhiêu, thẻ tài thẻ 3.5 đấy, hiện tại đang ăn 0.79, có nghĩa là nhà cái đang đánh giá là cái khả năng nổ tài thẻ đang cao anh em nhé. Thì nếu mà Senegal chiến thắng con hàng Qatar thì anh em nên đi cho mình những cái mã này anh em nhé. Anh em có thể căng tay cái kèo này đấy, còn cái kèo này thì nó ăn hơi ít anh em ạ, ăn xem nhau đấy, không có cái kèo nào chấp cao hơn nhỉ. Mình là mình thích đánh một cái kèo cao hơn, lan tổng số thẻ phạt tài xỉu này, xem còn cái mã kèo nào đánh về thẻ phạt hay hơn không. Thẻ phạt hiệp 1 này, mình nghĩ là ở cái vòng này rồi thì các đội sẽ không còn cái sự thăm dò nữa anh em ạ, không còn sự thăm dò nữa, bây giờ nó phải là chiến thuật rồi, nên là chúng ta sẽ đầu tư những cái nó chắc chắn đấy, như vậy đấy kèo thẻ anh em nhé. Hà Lan hiện tại đang chấp 0.75, ăn 1.11, cái là khó trong trận này. Mình nghĩ là Hà Lan cũng sẽ giành chiến thắng thôi, chấp góc cũng không cao, nhưng Ecuador cũng không phải là một con hàng dễ chơi khi họ đang ở cái vị thế là cạnh tranh cái đi tiếp anh em nhé, cái vé đi tiếp. Thì mình nghĩ là cái kèo thẻ và xem lại cái đội hình của hai đội xem nào, 442 và 3412, anh xe thiếu thủ môn đúng không, thiếu con hàng thủ môn anh em ạ, đúng nhỉ. Không, đây là thiếu một con hàng. Đội trưởng anh em nhé, đội trưởng tiền đạo thằng này đang đá cho anh em, để mình nhớ lại. Thằng này đang đá cho đây, tìm luôn dưới này anh em ạ, cho nó dễ, mình đã quên mất rồi. Ở đây nó phóng to màn hình ra. Thì anh em, đây đây là một con hàng tiền đạo anh em, tiền đạo rất là khá là sáng của bên phía Ecuador đấy, mất đi một mũi nhọn tấn công rồi, nghi ngờ 50-50 thôi. Còn nếu con hàng này ra sân thì mình nghĩ là sẽ có một chút đấy, có một chút gì đó gọi là hoàn thiện hơn về cái đội hình cho Ecuador. Tự nhiên mình lại quên mất con hàng này nó đá ở đâu. Đội trưởng cũng là thi đấu rất là nhiều trận cho câu lạc bộ và cho quốc gia rồi anh em nhé, có cho mình đâu đó khoảng trên 30 bàn thắng rồi,
chấp như thế này thì cái kèo thẻ phạt mình nghĩ thẻ phạt vẫn là nghĩ là mình nghĩ là sáng nhất cho anh em rồi. Còn chấp này thì anh em hoàn toàn có thể tin tưởng con hàng Hà Lan đấy. Hiện tại thì nó chưa có cái đội hình ra sân chính thức đấy, nên mình cứ chốt một số mã kèo anh em có thể tham khảo đấy. Anh em hoàn toàn có thể đánh thẻ ngay trong hiệp 1 anh em nhé, đánh thẻ cho Ecuador hoặc đánh cái tài thẻ hiệp 1. Thì đây, mình nghĩ toàn trận thì Hà Lan sẽ giành chiến thắng thôi, tối thiểu một bàn, nhưng anh em vẫn có thể đấy, không thích thì anh em muốn ăn đủ hoặc là anh em muốn ăn cao hơn đấy, nghĩ rằng Hà Lan sẽ ăn nhiều hơn một bàn đấy, cách biệt nhiều hơn một bàn, thì anh em có thể ghi cho mình cái chấp 0.75 này. Còn mình nghĩ là cách biệt chiến thắng chỉ một bàn thôi, nên có lẽ là mình sẽ thiên về cái kèo 0.5 này hơn. Ở hiệp 1 thì chấp có 0.25 thôi. Đang hiện tại nếu mà cái kèo chấp 2 0.25 này ăn 0.96 thì anh em hoàn toàn có thể đấy ghi vào cái mã kèo này. Nó khá là an toàn và hiện tại đang ăn rất là cao anh em nhé. Đấy. Còn tài xỉu hiệp 1 thì mình nghĩ là anh em nên từ từ khi mà trận đấu đã bắt đầu ấy. Anh em vào dung đấy, xem hai đội cái lối đá của hai đội thế nào, vào dung thì nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Hà Lan chấp góc 1.25 đấy, anh em cũng có thể nghĩ tới mã kèo này. Ok, thì đấy là tất cả những cái mã kèo đấy Khánh muốn chia sẻ đến cho anh em trong cái video này. Nếu mà anh em cảm giác chưa tin tưởng với cái đội hình này đấy, chưa tin tưởng vào những cái mã kèo Văn Khánh đưa ra cho anh em tham khảo, thì anh em cứ liên lạc với Khánh đấy qua Zalo cũng như là Tele để Khánh có thể hỗ trợ anh em những cái mã kèo sát giờ thi đấu nhất để anh em có thể về bờ đấy. Trong nhóm của mình thì nó mấy ngày nay thì thực sự là lãi không không nhiều đấy, nhưng anh em mình vẫn có lãi và anh em mình đang có một cái chiến thuật khá hay ở cái vòng bảng này và nó đang thành công anh em nhé. Ok, thì mình xin kết thúc cái video này ở đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo.